Em ô tô Quốc Hùng xin chào các bạn. Hôm nay em làm video clip này để giới thiệu đến cho các bạn chiếc xe Isuzu Highlander số sàn mấy dầu nha các bạn. Năm sản xuất 2004 nha các bạn. Xe này thì cực còn rất là đẹp nha các bạn ơi. Giờ em cũng xin phép giới thiệu em chuyên mua bán các loại ô tô con đã qua sử dụng nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mua xe hoặc bán xe hoặc trao đổi xe thì các bạn liên hệ với em nha. Qua số điện thoại 0978 548 858 là số Zalo của em nha các bạn. Em cũng xin các bạn nếu mà bạn bè nào mà ở gần xa xem vô tình lướt qua thì xem video em thì cho em xin một lượt đăng ký nha. Nếu mà thấy cảm thấy video của em có hữu ích thì cho em xin một lượt chia sẻ. Nói chung một lượt đăng ký và một lượt chia sẻ thì đối với các bạn thì rất là nhẹ nhàng nha. Chỉ cần bấm nhẹ thôi là ok ha. Nhưng mà đối với em thì một lượt đăng ký rất là quan trọng nha, rất là to lớn đối với em nha, để cho em có thể có thêm động lực đi những con đường dài nè, những con đường ngõ hẹp để kiếm những chiếc xe đẹp về để quay để phục vụ cho bà con nha. Rồi, mong anh chị em bà con sẽ đăng ký và chia sẻ giùm em. Giờ hôm nay em sẽ quay cái chiếc xe này. Hôm bữa thì em cũng có quay. Hôm nay em quay thì em bán lấy vốn lại nha các bạn. Xe này thì còn rất là chất nha. Tại vì hôm bữa thì em thấy xe đẹp quá em lấy thì giá nó hơi cao, cho nên là em có đăng giá thì nó cũng hơi cao một xíu. Thì bây giờ em cũng muốn bán nhanh. Giờ em quay cho các bạn xem sơ lược qua chiếc xe. Rồi bạn nào là đang cần sử dụng á thì các bạn cứ liên hệ trực tiếp với em. Thì xe này thì em bao các bạn là tuyệt đối là không bị va chạm nè, cứng đụng nha. Máy móc thì cũng còn rất là ok ha. Thì xe dòng máy dầu Isuzu này thì bạn nào mà đã từng sử dụng hay là rành về xe thì sẽ biết cái chiếc xe nó là hơi ồn một xíu ha. Nó kêu hơi lớn tiếng một xíu nhưng mà nó rất là lợi dầu nha các bạn. Đó, đi xe này nó rất là lợi ha. 100 cây chỉ có 5 lít thôi. Vì chiếc xe này thì nó cũng còn rất là cứng nha các bạn. Đó, chiếc xe này là chạy 120 là bình thường nha. Thì bạn nào mà đang cần sử dụng thì liên hệ với em ha. Thì còn cái chiếc xe thì khỏi chê nha các bạn. Nó mâm đúc thì còn rất là đẹp nha. Thì em sẽ quay sơ cái chiếc xe để các bạn tự xem và cảm nhận nha. Giờ em cũng sẵn giới thiệu là bạn bè nào mà có nhu cầu bán xe á thì các bạn cứ liên hệ em và kết bạn Zalo nè. Thì các bạn gửi giấy tờ với hình xe qua số Zalo cho em xem. Rồi anh em mình thương lượng được em sẽ tới tận nhà để xem xe và làm việc trong ngày nha. Còn bạn bè nào mà có nhu cầu mua xe thì cứ liên hệ với em. Thì còn bạn bè nào biết bạn bè mình có nhu cầu mua xe hay là biết ai mua xe á thì các bạn cứ liên hệ em và giới thiệu. Việc giao dịch thành công thì em sẽ gửi tiền hoa hồng cho các bạn nha. Thì các bạn nào mà xem thì các bạn cứ chia sẻ để lên Facebook của mình nè, Zalo của mình nè ha. Thì nếu mà có bạn bè của mình ở trên Zalo Facebook á biết mình chia sẻ thì biết mình thì chắc chắn là phải hỏi mình việc mua bán xe. Rồi các bạn có thể chỉ qua để mua xe. Nếu mà giao dịch thành công thì em cũng sẽ gửi tiền hoa hồng cho các bạn nha. Đó, xe nó cũng còn rất là đẹp nha các bạn. Đó. Thì hôm nay thì em cũng bán cái xe này với giá rất là mềm để cho anh chị em bà con ai cần mua dẹp xài thì cứ tới xem xe, bảo đảm là ưng ý nha. Đó, xe thì nó không có lỗi gì hết nha các bạn. Chiếc xe thì còn rất là cứng ha. Xe thì được ủy quyền qua bên em mình nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mua thì em chỉ cần ký giấy ủy quyền còn một lần ha.
Còn cái giấy bán giúp hồ sơ thì vẫn ok nha các bạn. À, bây giờ em sẽ quay sơ cái ràn gầm cho các bạn xem ha. Đây bây giờ em vô trong này em quay sơ cái dàn gầm cho các bạn xem nữa ha. Nói chung thì nó chỉ cụ theo năm tháng thôi chứ nó không có bị mục mọt gì hết nha các bạn. Đó, dàn gầm còn rất là đẹp nha. Rồi bây giờ em sẽ quay cái chân mui cho các bạn xem nè ha. Chân mui thì nó chỉ hơi dơ thôi chứ nó không có bị mục mọt phai mờ gì hết nha các bạn. Đó. Ở dòng xe này chủ xe xài xưa đến giờ nó xài cũng rất là kỹ cho nên cũng còn rất là ok các bạn ha. À, bây giờ em sẽ quay cái máy cho các bạn xem nha. Đó, cái máy nó đang nổ nha các bạn. Đó, nhìn nó cũng còn rất là ok ha. Đấy. Đây các bạn, máy không có bị nổ hơi nha. Cái này sẽ cô thắng cho nó các bạn. Dầu thắng cho nó. Rồi các bạn thấy không, dầu nhớt cái đồ rất là sạch sẽ nha, không có bị dầu nhớt gì hết nha. Máy thì cũng còn rất là ok ha các bạn. Này, cái cabo nó cũng còn tem luôn hết các bạn ơi. Đấy, cái bóng đèn của nó cũng còn zin theo xe nha các bạn. Đó, đang mở nha. Đó, bóng đèn cạn của nó sang lắm nha. Cái này là chủ xe gắn cái đèn LED đó các bạn, cho nó sang cái xe á. Nhìn rất là đẹp nha. Đấy. Biển số 64A02284 nha các bạn. Đó, các bạn nào mà có nhu cầu mua thì thích ủy quyền cũng được mà thích giúp hồ sơ cũng được thôi các bạn. Đấy, cái capo nó các bạn nhìn, nó nhìn cũng còn rất là đẹp nha. À. Đó, các bạn thấy cái chiếc xe nó không, nhìn cũng còn rất là ok ha. Đó, máy Isuzu mà cái dòng máy Isuzu mà nó máy nó nổ như vậy là cũng còn rất là ok nha các bạn. Thuộc dạng gọi là máy còn zin nó mới nổ được êm vậy nha. Chứ bình thường là nó kêu lớn tiếng lắm các bạn. Đó. Đó, xe này thì nói chung thì em bán với giá là 148 triệu nha các bạn. Đó, các bạn nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em ha. Đó. Cái bấm nút của nó các bạn thấy không? Nhìn cũng còn rất là ok nha. Đó. Tem zin của nó còn nha các bạn. Trong nước sơn thì cũng có dặm tút sơ lại rất là nhiều nha các bạn. Nó mới liền lạc như vậy ha. Tại vì dòng 204 mà mình nếu mà nói không có dặm thì chắc không có ai tin đâu các bạn. Thì có sao em nói vậy. Thì có còn cái bàn đạp đi lên là cũng còn rất là ok ha các bạn ơi. Rất là đẹp nha. Đó. Cái bánh mâm mà đồ nó còn rất là ok luôn ha. Chân kiến được upc nha, tay nắm đồ đầy đủ hết nha các bạn. Đó. Bây giờ em qua bên kia em tắt cái máy lại ha. Đó. Thì các bạn thấy không, cái máy đang nổ nha mà nó rất là êm ha. Đó, dòng Isuzu được như vậy là rất là ok nha các bạn. Đó. Các chú các anh nào mà xài dùng quen cái dòng Isuzu này các anh sẽ cảm nhận được cái chiếc xe nó nha. Nha. Dàn gầm đồ máy móc đồ thì rất là ok nha, em bao nha. Xe tuyệt đối không có bị va chạm đâm đụng nha các bạn. Đây các bạn. Máy nghe nhạc nè. Nghe để đồ là bình thường hết nha, có đầy đủ hết ha. Đó, kính chỉnh điện đồ có hết nha các bạn. Đó, kính chỉnh điện đồ có đầy đủ hết ha. Các bạn thấy có cái tắp lô của nó nè, nhìn cũng còn rất là đẹp nè ha. Cũ số thì được bọc lại nha các bạn. Cái thắng tay của nó nè các bạn. Rồi, bây giờ em lấy cái giấy hồ sơ em quay cho các bạn xem nha.
có hồ sơ giấy tờ đồ cho các bạn xem ha. Đây, cái này cà vẹt của nó là các bạn. Đó. Còn có đăng kiểm của nó này. Nó 2 lít nha các bạn. Isuzu Highlander 2 lít nè. Mấy 2.2499 người ta gọi là 2.5 nha các bạn. Đăng kiểm ngày 17 tháng 11 2020 ha. Cũng còn rất là dài nha. Giấy tờ đã ủy quyền qua tên em nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mua thì em chỉ ký giấy ủy quyền hoặc là cái giấy bán dốc hồ sơ đồ đều ok hết ha. Thì chỗ cửa hàng của em thì nằm tại nhà dưới công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai nha các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mua xe thì liên hệ với em hoặc tới cây công an huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai liên hệ em là em sẽ tới đón. Tại vì bãi đậu xe của em thì ngay công an huyện Tân Phú đi lên một xíu thôi, có tầm 300-400 mét là tới bãi đậu xe của em nha. Đó, các bạn thấy cái chiếc xe của nó rất là sáng nha, rất là đẹp nha. Đó. Nhìn cái dáng xe của nó này, rất là cao ráo, rộng rãi luôn ha. Chỉ có 100 mấy triệu có chiếc xe đi rất là ok nha. Máy dầu nữa, rất là lợi luôn ha. Đó, mong các bạn xem mà nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giùm em nha. Em ô tô Quốc Hùng xin cảm ơn tất cả mọi người đã từng đăng ký kênh em và theo dõi cùng em ha. Giờ em cũng xin phép ngừng lại tại đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại video khác ha.